nhằm đánh giá những kết quả xây dựng và hoàn thiện thể chế phát triển tập đoàn kinh tế nhà nước khi Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. Vừa qua tại Hà Nội, Ban biên tập tạp chí Cộng sản, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương đã phối hợp tổ chức hội thảo khoa học thực tiễn với chủ đề Xây dựng và hoàn thiện thể chế phát triển tập đoàn kinh tế nhà nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận và làm rõ những nhóm vấn đề chính, đó là thể chế và vai trò của thể chế cho phát triển tập đoàn kinh tế nhà nước, kinh nghiệm của một số quốc gia về vấn đề này, thực trạng xây dựng và hoàn thiện thể chế phát triển tập đoàn kinh tế tại Việt Nam, những tồn tại bất cập trong quá trình xây dựng và hoàn thiện thể chế phát triển tập đoàn kinh tế, lấy góc nhìn từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel, Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam. Tại đây, các đại biểu cũng đưa ra những giải pháp để xây dựng và hoàn thiện thể chế phát triển tập đoàn kinh tế nhà nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế.